thành thạo ha. Rồi tiếp tục L enter là line 40 nè, 40 sau nó xé qua đây A1, X là bằng 15, Y là bằng 10. Nếu mà sai thì U enter nha, U enter là nó undo lại đó. A1 15 phẩy x bằng 15, y là bằng 10 nè. Rồi sau nó lên trên cao là bằng 30. Rồi chạy qua đây là bằng 25. Xuống dưới là 10. Chạy qua đây nha. Ví dụ nha, ví dụ mình đang vẽ tới đây mà lỡ may mình kịch cái nó xuống đây là sai thì mình đừng có bỏ uổng nha. Tới đây mình gỡ U enter, những chữ U enter là nó phục hồi lại cái bước sai đó rồi mình vẽ tiếp nha, chứ đừng có bỏ cái chân mình xóa vẽ lâu lắm. Rồi cao lên là bằng 10 tiếp này, cao lên là bằng 25 này. Rồi sau đó xuống đây bằng 30, 30 sau đây kích chuột ra đó, ha. Rồi vẽ xong mình di chuyển hình này nè, đi lên rồi mình di chuyển sang cái vị trí dưới đây nè ha. Rồi bên đây line 26, 26 lên là 7, 7 xuống đây em móc 10 phẩy trừ 7, 10 phẩy trừ 7 rồi qua đây bằng 26, lên đây 24, qua đây bằng 20, xuống dưới là 7, ngược lên em móc trừ 10 phẩy phẩy 7, lên đây bằng 20, rồi xuống đây kết chuột. Rồi xong di chuyển lên đây nha, đó được hai hình kế tiếp rồi đó nha, đó được tới đây rồi. Rồi thầy lưu phim lại.